chào các bạn và các cháu nha. Hôm nay mình đi Sài Gòn nha. Bây giờ mình đi qua hầm Thủ Thiêm. Đây là hầm Thủ Thiêm. Tối quá à. Tối gì? Tối quá. Con ngựa lên cô mới thấy đường hết chỗ này. Ngựa xuống. Xuống à, đúng rồi, bây giờ mới thấy này đó. Đây là hầm Thủ Thiêm nha, các bạn và các cháu nha. À, đây là hầm Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm chứ. À, hầm Thủ Thiêm. Đây là hầm Thủ Thiêm. Hầm Thủ Thiêm này là mình đi ở dưới lòng sông phải không? Đây là mình đang đi dưới lòng sông. Nhiều người đâu biết hầm Thủ Thiêm đâu. Đây là hầm Thủ Thiêm của sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn phải không? Dạ. Bên này quận nhất, bên này là quận 2. À, bên quận nhất, bên quận 2 anh em mọi người ơi. Hầm Thủ Thiêm là ở dưới lòng sông Sài Gòn. À, mình đi ở dưới lòng sông Sài Gòn. Cô bây giờ hả? Cô quay là người ta coi à? Lê Vinh nha. Bếp à? Hả? Không phải không phát trực tiếp mà.